Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho anh nghỉ nha các bạn. Bạn cho mình là mình sẽ giấu xe nó và rủ nó đi chơi nha các bạn. Sẽ đỡ xe nó tại đây mà đi cũ nó nha bạn. Đang đi về nha bạn. Nó đang ở trong phòng nha các bạn. Nó đang trong phòng nha các bạn. Nó ngủ rồi. Nghĩa ơi. Đi chơi mày. Gì? Đi chơi. Đi đâu? Đi ra công viên chơi. Giờ nắng quá đi đâu mày. Đi, nhanh đi. Vậy chứ. Làm cầm camera vậy? Qua quay video cho các bạn coi. Họ đã rửa mặt cái. Đây rửa mặt nha các bạn. Đâu? Đâu gì? Đi đâu? Công viên. Lấy xe đi. Xe mày đâu? Xe tao nãy đậu em mà. Ai biết? Ai nào lấy vậy? Nãy giờ đâu có ai lấy đâu. Rồi ông đi kiếm hiểu rồi. Đang coi chưa đâu nữa. Mày lấy xe tao không? Đâu. Mày lấy đâu chết cả mày. Nãy mày nhớ mày dẫn đâu? Tôi đậu đây nè. Trộm lấy cho mày ơi. Trộm đâu, trộm camera kìa. Dỡm xe sau đi chơi. Giờ mình sẽ trả xe cho nghĩa đâu. Đi đi. Đây là xe của Nghĩa nha các bạn. Ôi. Cho nó thành công nha các bạn. Rồi. Hồi nãy giờ không quay quá không? Mình rồi. Kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình like và kế thêm có động lực những video mới nha các bạn. Tạm biệt các bạn.